Thưa quý vị, dù là một thị trường quốc tế hết tiềm năng, tuy nhiên sau dịch bệnh COVID-19, cách tiếp cận của ngành du lịch Việt Nam đối với nguồn khách Trung Quốc cũng đã có nhiều sự thay đổi, trong đó hướng đến dòng khách có mức chi tiêu cao. Ngành du lịch nhận định đây là thời điểm vàng để siết chặt quản lý việc đón khách Trung Quốc, nhất là tận dụng thời cơ để xóa bỏ định kiến về điểm đến giá rẻ, định vị là thương hiệu du lịch Việt Nam với thị trường khách quan trọng này. Hiện công tác xúc tiến quảng bá thị trường Trung Quốc vẫn đang được tập trung đẩy mạnh. Sản phẩm du lịch chúng ta cần phải cố gắng hoàn thiện đáp ứng nhu cầu của khách, bên cạnh đó phải tập trung công tác xúc tiến quảng bá đối với thị trường khách du lịch quan trọng này. Trung Quốc cũng là một trong những thị trường quốc tế tiềm năng của thành phố Đà Nẵng. Do đó, trong kế hoạch xúc tiến thị trường thời gian tới, ngành du lịch sẽ tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch Đà Nẵng, chính sách mở cửa, sản phẩm, sự kiện mới của thành phố đến thị trường này. Cùng với đó, tiếp tục nâng cấp các dịch vụ theo chuẩn chất lượng cao. Chúng ta phải bảo đảm về cái điều kiện phục vụ, đặc biệt là người Trung Quốc ít dùng sử dụng ngoại ngữ là tiếng Anh, cho nên chúng ta phải tập trung với nguồn nhân lực của chúng ta liên kết với các trường làm sao bổ sung thêm cái tiếng quan thoại và tiếng Trung Quốc để làm sao người ta có thể hiểu được cái dịch vụ của chúng ta, phải đẩy mạnh hơn nữa các sản phẩm mới ngoài những sản phẩm truyền thống chúng ta đã có rồi. Hệ thống dịch vụ chúng ta thì rất phù hợp với cái nguồn khách Trung Quốc, chúng ta đã phục vụ rất tốt từ 2019 và trước đó. Thì bây giờ cái hệ sinh thái sản phẩm ta là hoàn toàn phù hợp. Cho nên làm sao chúng ta phải sớm đón bắt được luồng khách này, cũng như là triển khai vừa là từ phía quản lý nhà nước, vừa từ hệ thống dịch vụ để cho chúng ta phục vụ tốt nhất của khách Trung Quốc quay lại Đà Nẵng. Hiện ngành du lịch Đà Nẵng đang tập trung quảng bá các sản phẩm du lịch MICE, golf, nghỉ dưỡng bị cao cấp đến thị trường khách Trung Quốc có mức chi tiêu cao. Hiệp hội du lịch thành phố Đà Nẵng dự kiến cũng sẽ tổ chức đón đoàn farm trip lữ hành Trung Quốc đến khảo sát dịch vụ để kết nối tour và hợp tác doanh nghiệp, góp phần thu hút có hiệu quả thị trường khách Trung Quốc đến Đà Nẵng trong năm nay.